Xin chào các bạn nha. Thì lâu lắm rồi mình cũng chưa lên được một cái video nào. Thì hôm nay vừa mới ngớt mưa các bạn ạ. Bữa nay ở chỗ mình thì mưa nhiều quá, mưa suốt à. Thì hôm nay nó thời tiết nó hạnh nhá, nó ngớt mưa. Thì hai ba con mình, đây là cô con mình đây. Nó ra xe ra cùng với ba. Hôm nay mình sẽ làm cái chủ đề là trang bị cho cái bể lươn các bạn ạ, trang bị cho cái bể lươn bắt đầu vào mùa mưa rồi thì mình phải làm thế cho con lươn nó ấm, cái thời tiết nó bắt đầu nó chuyển lạnh dần nhé các bạn, cái lượng nước của nước mưa thì nó nắm axit thì mình sẽ làm cho cái con lươn nó ấm lên để cho cái sức đề kháng nó cao và tăng cái lượng ăn cho nó để con lươn nó kháng chịu với cái thời tiết của môi của tự nhiên các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem cái mô hình của mình nhé các bạn này. Đây các bạn nhé, đây là cái bể lươn của mình các bạn này. Năm nay thì mình nuôi có một bể này thôi, một cái bể này. Hai bên này các bạn, hai bên này thì mình đã bỏ giá thể là cành cây, lươn mình nuôi lươn đồng không bùn các bạn nhé, lươn đồng không bùn và mình thả cái giá thể là ở dọc hai bên này. Hai bên này và ở phía trên là mình đã làm những cái tấm cái cành cây đan các thứ rồi mình bó lại các như thế này các bạn này. Mình bó đều hết lại để mình giữ độ ấm cho lươn các bạn nhé. Đó, hai bên này mình đều làm như vậy cả. Và ở đoạn giữa này, ở giữa này thì mình để trống để cho lươn nó ra nó ăn đấy, mình cho ăn nó sẽ ra ăn và thả ít bèo. Đây là cái bèo 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 cả các bạn ạ, con lươn nó ra này các bạn này, con lươn nó thấy mình nói là nó động là nó ra này, mình nhờ con lươn nó ra nó ngóng này, ngóng ăn đấy. Thì hôm nay mình cũng sẽ cho nó ăn sớm hơn mọi hôm, mình sẽ cho nó ăn ở hai điểm này, ở trong cái vành xe này một và đây một điểm nữa. Rồi thì mình sẽ tiến hành cho lươn ăn các bạn nhé. Đây là cái mồi này các bạn này. Cái mùa mưa này thì mình sẽ tăng thêm cái độ độ tanh cho lươn để cho nó tăng thêm sức đề kháng cho nó ấy. Thì mình có cho ăn thêm nhiều giun nữa này các bạn này, thức ăn ấy. Mình cái mùa mưa này thì mình nên chú trọng vào cái điểm làm ấm cho lươn các bạn ạ, tại vì ở ngay hồi mà nó ở tự nhiên là nó ở trong bùn là nó sẽ sưởi ấm ở trong 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 hang trong hốc thì nó con lươn nó tạo được sức đề kháng cao, còn bây giờ mình đưa về đây mình nuôi ấy, thì nó ở trong cái môi trường nước không ấy, thì nó sẽ dễ bị lạnh hơn, thì mình sẽ phòng bệnh cho nó hơn là khi chữa bệnh các bạn ạ. Con lươn mà khi chữa bệnh nó mà đã bị xuất huyết đường ruột hoặc là lấm da ấy, thì không chữa được các bạn nhé, không không có thuốc để chữa các bạn nhé, thì mình phòng cho nó là tốt nhất các bạn. Đây, mình cho lươn ăn nhé, phòng bệnh hơn chữa bệnh các bạn. Mình sẽ để phía trên này để quan sát nó ăn luôn các bạn. Tới nó ăn rồi các bạn này. Bắt đầu nó chuẩn bị tới đấy. Cái mùa mưa thì con lươn nó sẽ ra ăn chậm hơn so với mùa khô. Cái mùa mà bắt đầu vào mưa thì nó sẽ ăn nhanh nhiều hơn. Và bắt đầu ra ăn đấy các bạn. Lươn này mình mới nuôi thì nó cũng rát.
lươn bắt đầu đã lên ăn rồi các bạn này. Còn đứng im để cho lươn ăn. Thịt ra để cho lươn nó đỡ sợ. Ngon rất nhanh các bạn. Tí này hết rồi. Hôm nay thì mình chưa kết hợp cho ăn với cám nên là cái mồi này thì nó rút xíu là hết các bạn ạ. Trong một chút xíu là nó đã ăn hết rồi các bạn ạ. Bên đây cũng vậy luôn, cũng ăn hết rồi các bạn nhé. Thì cái mùa mưa các bạn ạ, cái mùa mưa mới đến mùa lạnh thì nó là cái giai đoạn mà con lươn nó phát triển nhanh, nhưng mà cái bệnh nó cũng rất là nhiều, nên là mình chú ý là phải giữ ấm cho nó các bạn nhé. Năm ngoái thì mình nuôi, mình cho cả cái cây bèo tây ấy. Cái bèo nó cao ấy, khi vào nước mưa, cái mùa mưa nó lên, con lươn thì nó bỏ rất là giỏi các bạn, nó quấn theo cái cây bèo nó sẽ ra ngoài nó bỏ đi mất. Hôm nay mình bỏ cái lá cây bèo này thì bèo lùn nó sẽ không bỏ đi được. Thì các bạn nuôi cũng chú ý như vậy nhé, bởi vì con lươn này nó chuồn ra ngoài rất giỏi. Thì, video của mình thì đến đây cũng xin tạm dừng luôn các bạn nhé. Thì xin hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.